Đêm ngày 8 tháng 10 năm 2022, Lê Văn Toàn ngồi nhậu tại một quán nhậu ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Toàn đã dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua trái cây và bị người dân phát hiện giao cho cơ quan công an. Điều tra mở rộng, công an tỉnh Hậu Giang bắt thêm hai đối tượng là Phan Nguyễn Tuấn Kiệt, Phạm Thị Thái Chân. Kiệt và Chân thừa nhận dùng 10 triệu đồng tiền thật mua 80 triệu đồng tiền giả. Biết qua mạng Facebook, rồi cũng mua trên đó rồi về, cũng nhận hàng tại chỗ shop Hồ Chân. Rồi mới giao bán lại cho cũng trên mạng Facebook luôn, cho những người khác. Cũng trong năm 2022, công an tỉnh Hậu Giang còn phá thêm một vụ án tàng trữ lưu hành tiền giả, bắt ba đối tượng là Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Hoàng Cẩm Nguyên cùng trú thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng mua 50 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng rồi xuống tỉnh Hậu Giang tiêu thụ. Cùng đi xe gắn máy đến các chợ nông thôn là vào thời điểm sáng sớm hoặc là chiều tối. Rồi mua hàng hóa có giá trị nhỏ là vài chục ngàn đồng để được nhận lại tiền thật. Rồi các đối tượng phía sau thì cảnh giới người dùng tiền thật để mua hàng hóa nhằm để cho người bán là không có thời gian kiểm tra và gây mất sự chú ý của những người dân xung quanh. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang, người dân có thể dùng tay kiểm tra các chi tiết in nổi trên tờ tiền như dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quốc quy, hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và số mệnh giá. Ở tiền thật thì vuốt lên các chi tiết này có cảm giác nhám, ráp. Còn đối với tiền giả thì khi vuốt có cảm giác trơn lì, không nhám ráp. Đây là hai trong số các cách đơn giản mà người dân có thể dùng để phân biệt tiền thật, tiền giả. Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn làm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì người dân nên báo cơ quan công an để phối hợp xử lý.